shoptaycầm.com, thế giới tay cầm của bạn. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với kèo đi chợ tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay. Hiện tại thì bác chủ đang có một tài chính đâu đó là khoảng gần 100 tỷ. Và bác ý đang dư trong đội hình của mình là một con hàng Jimenez. Một con hàng Jimenez của mùa MC cộng 8. Thì bác ý có báo với em là em có con hàng Jimenez 8 mới spam lên được. Anh vào build cho em xung quanh nó nhé. Tài khoản đây, tôi đọc nha, tôi quên không đọc. Có tài khoản gửi thì anh build cho em là ATM hoặc là Wolverhampton đều được anh nhé. Thì bây giờ tôi cũng đéo biết build cái team gì cả. Tôi làm quả vote đi nhá anh em nhá. ATM hoặc Wolverhampton nhá. Wolverhampton là tôi build ít đấy. A few moments later. Rồi, cuối cùng thì với cái sự bình chọn của anh em dành cho Wolverhampton thì bây giờ với con hàng có thể cộng cao nhất trong đội hình của tôi, Jimenez MC8, tôi sẽ cùng với các bạn phá sạch 100 tỷ này với Jimenez và Wolverhampton xuất sắc nhất trong tầm tài chính này nhá. Thì bây giờ tôi sẽ cùng với các bạn đến với những cái tên đầu tiên ở hàng công nhá. Hàng công này chắc là lấy một con Jota là đẹp trai này. Diogo Jota với mùa SPL. Con này spam chắc mua vẫn được vì có 5 giao dịch. Tôi nghĩ là cũng sắp xả hàng rồi. Ta có thể đá hậu công và con Jimenez đá cao nhất trên hàng công, tôi nghĩ là ổn ổn đấy. Tôi định nằm con Adama Traore nhưng mà sao Traore ít mùa vậy? Mãi cả đá Adama Traore này đéo biết mua cái gì các bạn ạ. Ở đây ngon nhở? Hay là quả Adama Traore mùa này nhở? 101 mà 10 tỷ nghe phá quá không nhở? Hay là tẽ 5 thôi nhở? Tẽ 5 thì cũng đẹp. Tôi đặt tạm tẽ 5 nhá. Rồi chúng ta đến với cặp trung vệ đây. Ôi đội hình này trung vệ đéo có ai à? Sao trung vệ đuối vậy? To nhất là thằng Sái này. Thằng Sái, ui, ông này Maroc à? Con hàng Maroc đã hay lắm đấy nha. Sái 1m88 à? Cứng quá nhờ. Làm thằng đấy. Đòn cóc cơ này. Cùng bảng luôn này. Tính ra cái đội hình này mẹ ít lựa chọn nhỉ? Có Sái trong team đấy. Nhanh đấy nhờ. Ở đâu rồi? Có Sái rồi này. Có Sái nhờ. Rồi, có sẵn rồi nhá. Tôi mua sau. Xem con nào cộng 8 không nhở. Kiếm con cộng 8 thế nào. Cộng 8 hàng họ cũng đuổi lắm anh em ạ. Em là chủ ăn đây, đổi ATM đi. Thôi, tao đéo nghe thấy nha anh em. Coi như tôi chưa nghe thấy cái gì cả. Chủ ác bây giờ mà đổi tôi cũng coi như tôi đéo nhìn thấy cái gì cả đây nhá. Tôi làm con xóa đi. Trung vệ 3 tỷ. Tính ra để Doherty về là trung vệ được mà. Con này chạy 108m83 ngon phết. Cứ mua đi. 5 tỷ 9, bú luôn. Thì đây anh em ạ, thì hàng thủ tôi có Doherty, có xóa đi, có Dan Cocker với cả đi của thằng Saïd đấy. Có nghĩa là 4 con đá giữa là được rồi, tí nữa tôi làm còn Semedo nữa là xong. Thì tôi nghĩ là tạm hàng thủ thế thôi. Anh em ạ, hàng thủ như vậy là ổn rồi. Tôi nghĩ là cái đội hình này cân lương chắc là đéo cần phải cân đâu. Nên là tôi nghĩ là bú luôn con Semedo mùa này nhá. 107.9 bú được. Villagre này nếu như mà tí nữa thích bú thì bú thêm, con này đá cánh trái cũng ok nhá. Rồi chúng ta đến hàng tiền vệ nào. Hàng tiền vệ này trên 100 cộng 5 cũng chỉ có mấy con này không ạ. Nhìn cái team này nó đuối thế nhở. Thôi bú con Vitinha đi cho nó vơi tiền tí đi. Con này 10 tỷ 2 đi. Tôi nghĩ là tuyến giữa có Martinunek với cả Vitinha. Tốc toàn gần 110 là ok lắm luôn đấy. Rồi làm con Lunek nữa này. Làm thêm con Moutinho nữa. À, có đen cóc cơ của World Cup này. Xin lỗi anh em nhé. Tại vì con này nó là hiện ở tiền vệ. Tôi nghĩ là con này sẽ ngon hơn cái con mùa BVKC. Là tôi sẽ đổi con này sang cái mùa World Cup 22 nhá. Ít nhờ. Thôi Moutinho lấy mùa này đi nhá. Mùa này cho nó to đi. Nhìn cho đẹp dai. Có mỗi con bú nốt thì phá nhanh đi. Đấy, được chưa ạ? Tuyến giữa thì chúng ta sẽ có là Moutinho, Vitinha và Matthew Nunez. Ở phía dưới thì có Dan Docker, Semedo, Doherty, xóa đi. Nói chung là uy tín đấy. Ok nhá. Rồi bây giờ chúng ta đến với con thủ môn đi. Có Martinez này. Trời ơi, thủ môn hay nhất World Cup luôn. Thề quá ạ. Nào có Martinez. Uy tín luôn. Cố săn thôi không. Thì tôi sẽ phải thể hiện cái tài năng đập thẻ của tôi. Rồi cứ tạo con thủ môn đã để cho nó cứng cái đội hình nhá. Rồi đẹp rồi đấy ạ. Bây giờ là hàng công thì tôi đang mua con Jota rồi. Có con Jimenez cứng kia rồi. Bây giờ tôi mua thêm con tiền đạo nữa là xong. Có thể là con này đá cánh được các bạn này. Con Calo Guedes con này ok lắm luôn nhá. 8 tỷ bú được các bạn ạ. 8 tỷ bú được.
có con Pedro Goncalves. Tính ra cái team này nhiều con hàng ở Bồ Đào Nha ấy nhở. Giờ tôi lấy thêm con này nhá, Goncalo vua đẹp. À xin lỗi anh em, Pedro Goncalves. À Hichan, ừ thôi làm con Hichan đấy nhá. Con này chạy đen phết đấy, 114, 115 xuất xa mà tốc độ đầy đủ. Rồi bú này. Rồi cân lương nhá. Rồi ok này, chúng ta đến với bảng cân lương nhá. Rồi đầu tiên thì thôi tôi cứ lấy con Jimenez đi. Thực ra tôi muốn thay thằng ôn này ra lắm. Lương 17 xấu quá. Ở đây có Jota này. Jota và hình như là có Goncalo Guedes với Pedro Goncalves bằng lương 23 thì ok thằng nào được nhá. Đây là bộ địch 3 này. Rồi bộ 3 tiền vệ cũng không phải xấu đâu nhá. Được chưa ạ? Bộ 3 tuyến giữa nhìn ổn phết. Cặp trung vệ đây đang hơi đau đầu đây. Rồi. Bên này lấy xe Medo đi. Thừa cực kỳ nhiều lương luôn. Martinez nhá. Bên còn lại này còn 25 lương cơ mà. Đây này, Vinagredis nhá. Nhìn cho đều đều một tí. Toàn bồ ạ, à, nhìn toàn thằng Bồ Đào Nha luôn ạ. Được chưa ạ? Form chính đây nhá. Còn dự bị thì anh em mình điểm thêm đây sao này. Dự bị nhiều lắm đấy. Tôi nghĩ 100 tỷ này là rất xứng đáng anh em ạ. Tôi nghĩ như vậy là đẹp. Rồi ok nhá, chúng ta chia tay với Wolverhampton. Anh em ơi, cuối cùng thì nó cũng đã về rồi. Wolverhampton với Jimenez cộng 8 cực kỳ cháy phố. Với đâu đó khoảng vài chục tỷ thôi, chúng ta đã có một hình của Wolverhampton rất là đẹp trai. Với bộ tứ nguyên tử hiện tại sẽ là Jimenez của mùa MC8, con hàng đặt nền móng dành cho đội hình này. Jota, Pedro Goncalves cùng với Goncalo Guedes sẽ là bộ ba hỗ trợ dành cho Jimenez. Ở đây thì chưa phải là một team color mắc minh nhất của Wolverhampton. Khi mà các bạn book team cho Wolverhampton nhá, sẽ được chỉ số chung 3, tăng tốc 3 và cắt bóng 3 đấy. Ở hàng tiền vệ chúng ta sẽ có là Martinunek sẽ đá bên cạnh là Vitinha, đều ở một giải SPL. Rồi cặp trung vệ chúng ta sẽ có là Saïd, một cầu thủ đá rất hay trong màu áo của Maroc kỳ World Cup này, bên cạnh là Doherty với mùa hot 8. Cánh phải là Semedo, cánh trái là Ruben Vinagre và thủ thành Martinez. Một đội hình cực kỳ đẹp phải không anh em? Để mà lương cao hơn thì tôi vẫn còn nhiều lựa chọn để dự bị. Ví dụ như là Dan Docker sẽ thay thế ở vị trí trung vệ như thế này. Cùng với đó chúng ta có Wang Hee-chan, có Diego Costa trẻ công, Zamutinho sẽ thay thế dành cho Vitinha và Nunes. Trung vệ như hai con cộng 8 tôi đã nói này, chúng ta còn có xoa đi nữa. Nói chung là với cái đội hình Wolverhampton như thế này nó cũng không có gì để chê cả. Như thế là cũng rất mắc binh rồi. Tầm tiền này các bạn chỉ đến được như thế này thôi, không có thể nào mạnh hơn được. Đá thôi anh em ơi, chúng ta đến với những bước chạy đầu tiên của đội hình này. Rumi, Zamutinho, Vitinha. Nhanh thế. Jota. Guedes. Cái néo gì vậy? Trước thua Croatia là cái đội hình nó rất khác em ạ. Đội hình cái thế hệ đấy là thế hệ cùi bắp. Toàn thằng ghẻ ghẻ ấy. Làm sao tính tiền được, bây thế hệ chúng ta toàn thế hệ mới. Đội hình nó cân đối hơn và huấn luyện viên nó tốt hơn rồi. Con người này tôi tin tưởng lắm, hay đá chặt chẽ. Hay quá. Rất tốt quá. Quyền chủ động và dứt điểm. Còn nghĩ tôi lật kèo tôi sẽ tìm hai. Cái béo gì vậy? Ui, mẹ này nhanh quá nhở. Ui, nhanh thật đấy. Được rồi. Phút tết mọn xịt kìa. Thì chàng tiếc thật. Một cái nhộ. Xe mê đô. Con mẹ à, nó hết người rồi ra mày. Phí một tin cơ quá nhỉ. Rồi 1-3. Chưa nói trước điều gì đâu. Thực ra
Rồi tỷ số là 2-3. Tôi bảo là chưa nói trước được điều gì mà. Đi đéo thì đi nhanh vậy bạn. Hít chát. Không, đây là Pedro Gomez. Rồi, Quang Hy Chan. Được chưa? Đó là Pedro Goncalves. Walker ghẻ. Ủa, phải xoay người hơi lỗi anh em ạ. Trời ơi, tôi đáng nhẽ phải làm tốt hơn. Ui. Jota có lẽ là mình ghép mạnh nhất trên hàng công tôi đấy. Ui. Anh em nào mà xem đến thời điểm này mà chưa like, để lại cho tôi một like video nhé. Vitinha thì là đi bóng mượt thế. Ít đá kìa. Còn mỗi cái nịt luôn ạ. Vãi cả đài. Đó là Jota. Van Dijk á. Van Dijk hộ cả anh. Chút vào đấy xịt kìa. Câu à, phạt góc à? Chút quỷ. Cái chân không thuận nói. Rồi đấy. Mày vừa ghe một tốc độ tốt. Này đá hay như thế rồi mà để gỡ. Đây rồi. Goncalo Guedes. Ơ. Phải chuyển chậm ấy. Tiếc thế nhỉ. Phải bị thua rồi. Ui, chọc này hơi sâu. Rồi. Vào chân của gã lực điền thì tôi nói thật với các bạn. Và lưới nhận bóng đi cho nó nhanh. Đúng rồi, Pedro Goncalves. Bruh. Tiếc quá, rồi sút mất mẹ góc đi rồi, rồi sút. Tốt. Ăn tí á. Bay kìa. Bay được quả sợ thật. Anh ơi, J8LN vs Diaz SPL ngon cô anh. Chưa trả tiền cắt xe Hải Lớp ơi. Bây giờ mới tinh thì bàn thắng đến ngay. Tầm này không có vội mà. Cả lực điền đây cứ thế mà rền dứ thôi. Vào đây mà đuổi ơi. Vào đây mà đuổi cả lực điền tôi cái.
đội hình tôi nó vẫn khỏe thật anh em ạ. Đây rồi, Pedro Goncalves, Pedro Goncalves. Shop tay cầm.com, thế giới tay cầm của bạn.